Chiếc điện thoại được mua cho để tiện liên hệ khi ba mẹ đi làm ở Bình Dương, giờ là thiết bị học tập chính của em Nguyễn Thị Kim Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Long Phú. Khi trường thực hiện việc học trực tuyến, nhà không có wifi nên em kết nối nhờ nhà bên cạnh. Mạng nhiều lúc chập chờn không ổn định nhưng em vẫn kiên nhẫn để tham gia buổi học. Bất tiện mà Kim Anh gặp phải cũng là tình trạng chung của các em học sinh ở trường Trung học cơ sở Long Phú, huyện Long Phú. Nhưng các em vẫn là những trường hợp may mắn của trường vì có điều kiện để học trực tuyến. Học trực tuyến thì hơi khó một xíu. Tại nhiều lúc mạng cũng không được ổn, làm gián đoạn việc nghe thầy cô giảng bài và trao đổi ý kiến với các bạn cũng gặp khó khăn. Trường Trung học cơ sở Long Phú nằm ở xã khó khăn, có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất của huyện. Tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường là trên 50%. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ học trực tuyến của trường rất thấp. Bên cạnh thiếu thiết bị học tập, thì một nguyên nhân nữa là đối với khối lớp 6, các em vẫn chưa thể tiếp cận được với hình thức học mới này. Phần đông gia đình ba mẹ lại đi làm ăn xa, các em sống với ông bà, không có ai hỗ trợ trong việc sử dụng phương tiện học tập. Tính đến hết tuần học thứ hai, toàn trường chỉ mới có 33% học sinh với 167 trên 502 học sinh tham gia lớp học trực tuyến. Riêng cái khối 6 không á, thì hiện nay nhà trường tuyển sinh được là 150 em. Mà trên 150 em đó thì hiện nay qua cái thống kê mà để thử trực tuyến trong tuần này á, thì mới được có 60 em hả. Còn lại cái số còn lại thì hiện nay nó vẫn chưa có kết nối được, bởi vì cái khâu liên lạc nó rất là khó trong cái đối với khối 6 mà mới tuyển sinh. Còn cái khối 7 thì hiện nay á, đang thống kê được tổng số của khối 7 hiện nay đang là 150. 150 mà học được 71 em. Còn lại thì nó vẫn chưa có cái thiết bị để mà học. Không chỉ ở vùng nông thôn mà ở ngay cả một số trường ở trung tâm thành phố Sóc Trăng cũng có tỷ lệ cao các em chưa có thiết bị học tập. Tính số chung toàn tỉnh hiện chỉ mới 62% học sinh trung học cơ sở có thể tham gia học trực tuyến. Tại vì dạy trực tuyến nó lại đòi hỏi cái khâu kỹ thuật, cái trang thiết bị nhiều quá. Do vậy rất nhiều mà đối tượng học sinh của ở trường trung học cơ sở Lý Hòa này đó, thì đối tượng học sinh mà con gia đình lao động mà không sắm được cái mức cơ bản về cái smartphone đó, tức là điện thoại thông minh đó, là người ta lại không có nên là rất khó cho người ta học tập. Nhưng tuy vậy vượt mọi khó khăn thì vẫn làm được. Hiện tại thì cái tỷ lệ tham gia học trực tuyến của trường nó đạt tới đây là khoảng 65%. Như vậy là chúng tôi vẫn còn gần 35% học sinh đó là không có điều kiện để theo học. Theo khảo sát của các trường, thiếu thiết bị học tập và không có điều kiện kết nối mạng Internet là hai khó khăn chính cần khắc phục để việc học trực tuyến được thực hiện hiệu quả. Hiện ngành giáo dục các địa phương cũng đưa ra một số giải pháp. Thì sẽ tiếp tục thực hiện cái phương án là thành lập những nhóm nhỏ ở những nơi có điều kiện để tiếp tục những em mà có điều kiện đó thì sẽ tiếp tục chia sẻ cùng học với nhau. Cái quan trọng nhất là trong quá trình học là phải thực hiện tốt cái phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và vận động những người thân cho các con mượn trang thiết bị học vào những cái khung giờ này. Hiện nay thì phòng dục chúng tôi cũng đã gửi danh sách về Sở Giáo dục và Đào tạo. Cái số đối tượng là những em mà con em hộ nghèo. Đấy, rồi để trong thời gian tới thì sẽ có cái giải pháp hỗ trợ cho các con. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, ngoài nỗ lực của ngành giáo dục, vẫn rất cần sự chung tay giúp sức của các cá nhân, đơn vị, các tổ chức xã hội vào cuộc để hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn, giúp các em học sinh phần nào yên tâm học tập trong bối cảnh mới.